Đến thời điểm hiện nay, thành phố Vinh đã hoàn thành 93% việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân trên địa bàn. Số còn lại chủ yếu tập trung ở các khu chung cư, khu đô thị mới. Đây cũng là vấn đề mà hiện nay còn nhiều khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà. Khu chung cư Đội Cung, một trong những chung cư đầu tiên của Công ty Đầu tư Phát triển Nhà ở Hà Nội, nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở Hà Nội số 30. Cả 5 tòa nhà với hơn 360 căn hộ này đều đã có chủ, nhưng đến nay mới chỉ có 18 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Nhiều gia đình đã sinh sống ổn định ở đây khoảng 10 năm, làm đủ các thủ tục và nộp đầy đủ các khoản phí theo quy định, nhưng vẫn chưa được cấp bìa hồng. Từ tháng 6 năm ngoái ấy, thì hầu hết nhà chung cư C1 và C2 đã được thông báo nộp tiền thuế trước bạ đấy và các cái thủ tục cần thiết để làm bìa, nhưng hiện nay thì được cấp được 18 bìa trên 362 bìa. Đây, tất cả các hộ chung cư đây thì về thủ tục tiền nóng là nộp rất đầy đủ, và yêu cầu của công ty bao nhiêu thì đấy là nộp bấy nhiêu thôi, không có vấn đề gì cả. Bây giờ mong mỏi của người dân ở đây là muốn được cấp bìa để có quyền sử dụng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở Hà Nội số 30 là đơn vị có số lượng nhà ở, căn hộ nhiều nhất trên địa bàn thành phố Vinh với 7 dự án, hơn 1.000 căn hộ. Doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư có số căn hộ chưa được cấp bìa nhiều nhất. Trong đó có những dự án chưa có căn hộ nào được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở như dự án khu chung cư Hưng Dũng. Nói chung mua thì phải làm thủ tục cho bọn tôi. Nó thành tiền chưa nạp thì cái tiền nạp đầy đủ rồi, giấy tờ là có anh làm đầy đủ rồi, cứ kéo dài mai. Trên địa bàn thành phố Vinh hiện có đến 41 khu chung cư, khu đô thị mới với hơn 9.000 lô đất và căn hộ của 30 nhà đầu tư, trong đó có trên 2.500 lô đất căn hộ đã ở. Nhưng đến thời điểm hiện nay mới chỉ có khoảng 500 căn hộ đã ở được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà ở. Còn lại khoảng 2.000 căn hộ đã ở nhưng chưa có giấy chứng nhận. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do vướng mắc giữa chủ đầu tư và người nhận chuyển nhượng. Vì tưởng đấy khi thực hiện dự án này thì tất cả hồ sơ và bìa đất làm thì mang tên là công ty nhà của Nghệ An. Thì bây giờ là công ty đã chuyển đổi thành công ty cổ phần, cho nên giờ quá trình làm bìa thì là phải đổi tên, cho nên nó vướng cái chỗ đổi tên. Còn cái dự án mà Hưng Dũng thì là chúng tôi đã làm tờ trình đến với tỉnh và tỉnh cũng đã có tờ trình để trình Bộ Tài nguyên Môi trường để hỏi vấn đề là hai cái nhà kinh doanh này có cần phải nộp tiền sử dụng đất không? Thì khi có văn bản trả lời chính thức của bộ thì chúng tôi mới triển khai những công việc tiếp theo để làm bìa cho dân. Nhiều vướng mắc khiến việc cấp sổ đỏ, sổ hồng tại những dự án nhà ở, khu chung cư, khu đô thị mới bị chậm tiến độ, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do chủ đầu tư. Lẽ nào việc đổi tên chủ đầu tư sau khi cổ phần hóa của Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà ở Hà Nội cũng phải mất nhiều thời gian chờ đợi đến như vậy? Nguyên nhân có từ hai phía, một phía là do người dân chưa phối hợp, nhưng một phía điều quan trọng đó là trách nhiệm là thuộc chủ đầu tư, có thể là do hiện nay họ đang thế chấp giấy chứng nhận tại ngân hàng cho nên không đủ điều kiện để đi làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhân. Thứ hai, có một số trường hợp thì lại là xây dựng không đúng với thiết kế cho nên buộc là phải đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế. Hiện nay các chủ đầu tư là cũng chưa thực sự tích cực trong vấn đề là lập hồ sơ để cho dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì trong thời gian tới thì thành phố tiếp tục chỉ đạo ráo riết quyết liệt và tổ chức hội nghị trực tiếp tại các khu đô thị để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà và tránh thất thoát các khoản thuế. Các chủ đầu tư cần nhanh chóng giải quyết những khó khăn của đơn vị mình, tháo gỡ những vướng mắc với khách hàng để hoàn thành nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, nhất là những hộ đã hoàn thành các thủ tục và nộp đủ các khoản phí theo quy định. Và ngược lại, người mua nhà tại các khu chung cư, khu đô thị mới cũng phải sớm tất toán hợp đồng mua nhà với chủ đầu tư, hoàn thành các thủ tục, nộp đủ các khoản phí theo quy định của nhà nước để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.